bên ông kia bên đồng. Chào quý khán giả trong kênh YouTube Phúc Toàn. Hôm nay em giữ cái lễ nhập quan của ông Bùi Văn Bé Nhỏ. Ông đã trừ trần vào lúc 5 giờ 47 phút ngày 24 tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần. Ông hưởng thọ được 70 tuổi. Tuổi của ông là tuổi Quý Tỵ, sinh năm 1953. Quê quán của ông ở ấp Tài Đại, xã Khánh Thành Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Lễ an táng của ông vào lúc 9 giờ sáng ngày 26 tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần tại Đức Nhà. Quý vị xem video này xin vui lòng cho mình cái đăng ký. Xin cảm ơn. Chuyện nó kéo rộng vỏ ha cha đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thôi chú làm đi. Mà thầy cúng rồi mới đọc giờ lại đằng đây nắp. Không có, phải có áo người ta dài mới được. Được. Ngày không năm nữa. Rồi vô tắt hay sát, ngoại ngoại. Rồi, thế đây vợ chồng vô. Mày lấy cái đèn trong để nữa.
con cháu thắp nén tâm hương thọ tay tỳ chiêu
Giả phân ly
cho kẻ ở lại dương gian người chốn ta về miền âm cằn. Ôi đôi kể từ nay chúng con lành lìa xa dình biệt ngàn năm yêu quanh bóng mê cũ từ giờ hết tâm rồi xin. Thế gian này giờ cho kẻ ở lại còn nhà xa xóm dội ra đi. Chứ lên rằng con cháu đã đầm quy đầu đổi mạnh nay mạnh găng tay đăng tay mừng bác cơm tương cà lần là quăng đáo ruột tóc mới ngày qua cha dần con thì dạy bảo cho cháu cho con tiếng cười tiếng nói vẫn còn vang vọng mà đâu đây thế mà giờ đây hình bóng ấy chẳng còn ai tình chồng vợ cha con đón lìa xa nhau mãi mãi suốt đêm dài cha đứng bắt cơm nhớ lại ngày nào cha đã còn chỉ dạy bảo cho con âm thanh đó vẫn còn vang vọng đến căn nhà này thế mà giờ đây trước mắt con chiếc cổ quan tài nhớ lên di ảnh cha mà đau lòng con cháu trẻ dưới chiếu cỏ chúng con vì đời đời mình căng tan mà lòng con còn đau ruột mắt cha cứ trên sàn bằng những miếng mấy dưa tươi trao đạm bạc đầu cuối lại linh hồn cha hại chúng tư nam mô mười phương trái về bác mỹ nguyên trái bồ tát yêu tội tâm vàng thiên nghề trà hỏi tân lễ nhị bái rồi lại tiếp đi. Giáo hội biên Phật tiến thị cho con bằng lương thì tình Nam mô Tát Bà Ta Đa Bà Lô Thị Đế A Nan Đà Ta Hê Tam Đà Ca Hồng Nam mô Tát Bà Ta Đa Bà Lô Thị Đế A Nan Đà Ta Tam Đà Ca Hồng Nam mô Cố Vô Bà Ra Thank you.
lễ thọ tang báo hiếu sự tấp lễ nhị bái